Mình đang hầm xương để tí nữa để hầm củ cải đỏ. Các bạn tại sao biết cái xương nó dài này không? Tại vì là mình đi mua siêu thị ấy, thì nó như thế thì mình chỉ cắt nó ra thôi chứ mình không chặt cái xương ra. Bởi vì cái này thì mình sẽ làm cái món này, cái nước để mà làm cái củ cải rồi là cà rốt, khoai tây hầm ấy. Nên là mình để cả như vậy luôn. Đang sôi và mình đã vớt bọt ra rồi. Thì chắc là vớt thêm một tí nữa thì ok. Làm xong, có nghĩa là mình đã cắt đấy. Thì hôm nay mình làm cái món củ cải đỏ. Chính ra chỉ có củ cải đỏ thôi, nhưng mà mình cho cà rốt với cả khoai tây vào nữa. Cà rốt thì mình cho vào, cho nó mình cứ ăn cà rốt với khoai tây thì cho vào, cho kiểu nó bở bở ra một chút, nhưng mà không cho nhiều, cho ít thôi. Không là nó bở quá thì cái súp củ quả nó không thể ngon nữa. Cho ít hành tím vào đấy cho nó có mùi thơm. Thì bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào nhé. Cà rốt với khoai tây mình sẽ cho trước, bởi vì những cái này nó sẽ nâu chín hơn là củ cải đỏ. Củ cải đỏ thì nhanh chín hơn. Cà rốt thì cũng không không lâu đâu, nhưng mà vẫn lâu chín hơn củ cải đỏ. Củ cải đỏ nhanh lắm, chắc chỉ cho khoảng 2 3 phút là nó đã thấy chín chín rồi. Sinh viên này mình làm cái gì cũng đơn giản hóa rồi các bạn. Dành thời gian mà đi đọc sách, học hành. Thì cái chi phí sinh hoạt ở Đức cho sinh viên nó khá là rẻ các bạn ạ. So với lại nhiều quốc gia khác. Mình thấy rằng nếu mà các bạn tự nấu ăn ở nhà ấy, thì các bạn giảm cái chi phí xuống rất là thấp. Thật ra nước Đức nó là cái nơi mà cho những sinh viên mà không thực sự có nhiều tiền ấy, để du học. Tại vì ở đây các bạn không phải đóng học phí. Các bạn chỉ đóng mỗi cái phí đăng ký nhập học mỗi kỳ thôi. Nên các bạn đã giảm được chi phí rất nhiều rồi, chứ không giống như là ở các cái quốc gia như kiểu là Úc hay là Anh hay là Mỹ chẳng hạn. Mỹ đắt lắm. Mỹ thì trung bình một kỳ chắc là 10.000 đô la chắc hơn ấy. Tùy vào từng ngành ấy. Ví dụ các bạn học luật xem. Trời ơi, học ở Mỹ chắc phải đến 20.000 đô, 15 20.000 đô một kỳ. Ở Đức này chỉ mất khoảng chắc là mấy mấy triệu, mà từ 200 euro đến khoảng 400 500 euro tùy vào trường. Thì nó cũng rơi động vào khoảng dưới 10 triệu một kỳ thôi. Có khi các trường ở Việt Nam bây giờ còn hơn đi chứ. Đấy. Cái của mình đang sôi sùng sục rồi, bắt đầu đấy. Mình sử dụng cái nồi này là cái nồi điện các bạn ạ. Nó rất là tiện. Khi nào mình thích nấu ăn thì mình làm cái này rất là tiện. Điện mình có bếp ở trong, lần trước mình đã quay cho các bạn xem rồi đấy. Cái bếp tập thể sinh viên, nhưng mà khi nào mình lười thì mình sử dụng cái bếp điện này. Để ăn lẩu, bếp này để ăn lẩu. Chào các bạn, trong lúc đợi chờ cái rau củ quả được sôi lên một chút, đợi để mình cho cái củ cải đỏ vào thì ngồi chém gió đấy nhỉ. Mình hôm nay mình như nào mình trên video như thế đấy, chung rũ rượi. Các bạn ơi, các bạn chắc nhiều bạn ở Việt Nam đang muốn đi du học đúng không? Thì các bạn ơi hãy chọn nước Đức. Đi du học ở Đức các bạn được miễn phí học phí. Xong rồi các bạn được du lịch 27 quốc gia trong Liên minh châu Âu. Chỉ cần cái Schengen visa là các bạn đi được rồi. Và cái nữa là nếu các bạn nấu ăn ở nhà thì cái chi phí sinh hoạt ở Đức cũng khá là thấp so với nhiều quốc gia khác. Mới nữa là các bạn đóng bảo hiểm hàng tháng thì khi các bạn ốm đau thì các bạn đi bảo hiểm thì cũng đỡ hơn rất nhiều so với lại học ở Mỹ. Mình quyết định đi sang đây du học ấy, thì mình thấy mình đã đưa ra một cái quyết định đúng đắn. Mình học được rất rất nhiều thứ, mình du lịch được rất nhiều nơi. Du lịch là cái mà mình thích nhất ấy. Xong rồi con người Đức thì người ta rất là kiểu như là người ta chỉnh chu, rồi người ta cũng khá là thân thiện chứ không phải là người ta lạnh lùng đâu. Tức như là các bạn khó để có một cái tình bạn với lại người Đức.
qua một vài ngày các bạn cần tìm hiểu và nói chuyện với người ta nhiều. Khi các bạn có được cái tình bạn người ta rồi, cái tình bạn nó sẽ là bền chặt. Thế mình quay trở lại cho cái củ cải đỏ vào nhỉ. Đấy các bạn nhìn không? Cái màu nước bây giờ nó chuyển sang màu hồng hồng đấy. Bởi vì cái màu của cái củ cải đỏ nó ra đấy. Cuối cùng nó lại trở thành củ cải trắng đúng không các bạn? Dạ. Cái công thức nấu ăn của mình thật là vĩ đại. Mình có thể pha trộn các kiểu với nhau để ra một cái thể loại đồ ăn mà chắc cũng chả ai từng nghĩ đến để nấu. Ở bên Đức này người ta chẳng bao giờ hầm củ cải đỏ này. Người ta chỉ ăn kiểu salad. Nhưng mình là cái người duy nhất mà kiểu hầm củ cải đỏ kiểu này. Mình bảo với bạn bạn người Đức của mình ấy, mình bảo cả người yêu mình là mình hầm củ cải đỏ này. Anh ấy luôn nói là ôi trời ơi, một món ăn mà em phát minh ra thật là tuyệt vời. Ok, thế thì cảm ơn các bạn đã xem cái video nấu củ cải đỏ của mình nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Duy trì tương tác nhé các bạn. Mình sẽ tương tác ủng hộ các bạn. Chúng ta hãy cùng phát triển kênh YouTube của nhau nhé. Ok, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và chào các bạn. Bye bye.